các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay 110 độ vẻ đẹp hiện đại lấy đi rất nhiều nguồn cảm xúc cho người xem. Cái chiếc xe quay 110 đã gần như bị quên lãng do là cũ kỹ. Và chàng chơi xe ở Thái Lan đã tiến hành dọn lại em nó hoàn toàn mới, rất thể thao, chiếc lọt những món đồ chơi toàn là hàng tiễn. Tổng giá trị có thể mua được một cái chiếc quay mới. Và cùng chúng tôi chiêm ngưỡng cái chiếc quay độ bình dưới đây. Xem ông thể thấy được con chiến mã này đã được khoác trên mình một bộ áo hoàn toàn mới, óng ánh, với phong cách là sơn chuyển màu, đang rất hot. Được biết, cái sơn chuyển màu theo góc nhìn hay còn gọi là sơn Mystic thường được chia sẻ với hai màu sắc chuyển màu như là xanh dương, tím. Tùy theo từng góc nhìn mà cái màu sơn sẽ có phản chiếu cái xanh dương hoặc tím. Đôi khi có những vùng là giao nhau là trở nên là xanh dương lẫn tím rất đẹp mắt. Bên cạnh đó một loạt những món đồ chơi kiện giá trị rất cao được Baker gác lên xe một cách đầy hợp lý, làm cho em nó trở nên cứng cáp, đẫm cắt hơn rất nhiều. Loại bỏ cụm thắng xin, thay thế vào đó là cụm của Rainbow đi kèm bị dầu Allen kết nối cùng tay thắng CRC. Cái dòng tay này được trang bị cái núm tăng chỉnh khoảng cách là xa gần theo kích thước là tay người dùng và chức năng chống gãy khi bò quẹt. Việc trang bị gót combo này không chỉ làm đẹp cho cái phần đầu mà còn trang bị những cái năng sức hoạt động của phanh ổn định hơn. Để gắn được cái dòng tay này, đòi hỏi chủ xe phải khoét nhẹ ở phần đầu nhựa bóng một chút xíu để đưa bình dầu lên được. Và cốc này thấy được không thể bỏ qua một chi tiết, đó là cụm tăng tốc active với hành trình ga được rút ngắn giúp xe gia tốc nhanh hơn. Phong trào đổ xe ngày càng đa dạng hơn nên việc thường thấy những dòng xe trang bị thêm cái trợ lực cổ phân khối lớn là chuyện bình thường. Cốc này ở phía trên thấy được thêm cái trợ lực cổ Harlin với ti ống ánh sắc vàng cực đẹp. Nguyên thủy làm việc của món đồ chơi này là tạo cái sự nặng nề nếu vặn cái núm tăng chỉnh lên con số cao và ngược lại. Nó giúp ổn định tay lái theo cái chiều ngang. Chính vì đó mà chiếc xe được ổn định tay lái hơn khi chạm ngựa độ cao. Nguyên thủy xa đi cái bánh cầm, chủ xe muốn hướng tới nhìn là mới mẻ hơn. Chính vì đó mà đã trang bị cho em nó bằng một cái niềng nhôm Super Rush. Cái dòng niềng này rất được ưa chuộng và thường xuất hiện trên những xe chạy Rush. Nếu chú ý hơn đôi chút, thấy được cái size bánh có kích thước là nhỏ hơn xin. Xuống cái bánh nhỏ thế này giúp cho xe gia tốc nhanh hơn rất nhiều. Hệ thống phanh cũng được nâng cấp mạnh mẽ với đĩa đồ chơi kết hợp cùng heo Rainbow 4 bit đi kèm dầu ép, giúp cho phanh được kiểm soát là tốt hơn, xử lý các tình huống khẩn cấp. Cái buộc xin thường được chỉnh sẵn một cái chế độ là mặc định cũng như là phục kích thước của lò xo và tiêu buộc nhỏ. Cho nên khi chở nặng quá thì cái lò xo sẽ cứng tạo nên hiện tượng là sóc và ngược lại. Nếu nhẹ quá thì là bồng bềnh. Cũng chính vì đó mà những cái dòng phục đồ chơi ra đời. Điển hình là phục Suwa bình dầu rời có một cái núm tăng chỉnh như trên hình này. Có thêm cái hai thông số là điều chỉnh tay cái độ nén của lò xo và tốc độ hồi. Về thiết kế thì nó cứng cáp hơn xin rất nhiều. Tùy vào tải trọng và cách chạy mà cảm nhận được cái độ êm ái khác nhau qua cái sự điều chỉnh của người lái trên phục. Gắn được nó bắt buộc chủ xe phải khoét xíu ở ốp sườn sau hai bên để khi gắn vào không bị là vướng víu bình dầu đi kèm theo buộc. Cùng với chúng tôi chiêm ngưỡng cái chiếc quay 110 độ rất đẹp đến từ Baker người Thái. Cái cụm Rainbow đi kèm bình dầu Allen kết hợp cùng tay thắng CRC. Trợ cổ Harlin với ti vàng. Niềm nhôm Super Rush. Cái cổ bồ titanium. Và chi tiết ở những phần nhựa nhám được ốp carbon fiber. Lucas bộ, ông vua nước đời, dần nâng cấp rất nhiều món đồ chơi hàng hiệu. Lucas là một dòng xe tay ga của nhà Yamaha với thiết kế là nhỏ gọn, thể thao, kỹ thuật rất cao, kết hợp cùng với động cơ là 4 kỳ 125cc, thật sự đã chinh phục được rất nhiều những người đam mê xe tay ga khó tính nhất. Chưa dừng lại đó, chủ xe đã còn trang bị cho em nó một loạt những món đồ chơi đình đám, làm cho chiếc xe trở nên hot hơn. Khoét trên mình full cái dàn áo Mio 105 được order trực tiếp Thái Lan về, khác lạ hơn rất nhiều so với cái mẫu Lucas ở Việt Nam mà chúng ta từng thấy. Đi kèm đó là nhiều món đồ chơi khác nữa mình xin giới thiệu cho các bạn. Chiếc xe độ được trang bị cái cụm công tắc Enabis, lắp vừa hầu hết các dòng xe của nhà Yamaha. Ta chỉ cần mua về câu điện lại và lắp vào rồi xài. Bên cạnh đó còn thêm cụm tăng tốc Dono cho hành trình ga được ngắn hơn, xe tăng tốc là nhanh hơn. Cái cụm tay thắng Rainbow tháo xe Ducati giúp cho xe kiểm soát là hành trình phanh tốt hơn.
Do kích thước tai là quá lớn nên các chủ xe muốn bắt buộc phải cắt chế mũ nhẹ nhàng tí xíu mới có thể lắp vừa. Đây cũng là cụm con dầu của Rembo của Ducati dùng làm cái phanh sau cho cái chiếc Duas. Nhìn xuống trang chân trước thấy được cái sự cướp mặt của hai hộp dầu Rembo Bidit hay Bidit xứng cùng cái bộ chia dầu đồ chơi kết hợp cùng ngắt dầu CNC. Có chức năng giữ bình, có chức năng là giữ dầu bên trong rất ổn định khi chủ xe tháo heo ra vì một lý do gì đó, sau đó rắp vào không cần phải canh dầu hoặc hơi lại mất thời gian. Cái đĩa của Gaffer trước quyết định vào mâm Raceball 6 cây, cái bản hiếm dành cho cái dòng tay ga order trực tiếp từ bên Thái về bằng một cái đất bầm CC. Trang bị cái bộ Colin bình dầu rời phía sau, một hiệu đồ chơi đến từ Thụy Điển nhưng được sản xuất ở đất Thái, dành cho những dòng phân khối nhỏ là chủ yếu. Do kích thước lò xo phục lớn nên buộc lòng chủ xe phải làm rộng cái lỗ mũ ra mới lắp được. Cận cảnh hơn cái bộ phanh đĩa sau mà xe đã lên được nhưng vẫn làm dàn chân trước là tâm điểm với heo dầu Rembo Bidit kết hợp cùng với đĩa Gaffer. Phát heo được làm xe ngược cũng như là đẹp phong cách hơn, không kém cạnh gì những người đàn anh phân khối lớn. Không dùng cái nòng súng xin nguyên bản mà chủ xe đã chia mạnh tay để trang bị cái khẩu bồ Gran Turismo to lớn nhìn rất cứng cáp, phát ra thứ âm thanh quy lực hơn. Nhìn gần ống xả từ phía xa và không quên nhắc đến về lọ ốc Roti nằm rải rác ở mọi nơi trên xe. Cảm ơn bạn dõi này tiếp, nhớ like, share, subscribe.